Đây giận em nó đi tắm rửa nha cả nhà, dơ quá trời là dơ luôn rồi. Em nó đã lên mặt lên được mấy anh chăm sóc là chu đáo, sạch đẹp rồi anh em ơi. Bên ngoài là sáng bóng rồi, bây giờ mình sẽ vô bên trong mình làm thơm cho nó nha. Mình sẽ sử dụng chai xịt ba cái đây để tạo hương thơm cho bên trong nội thất xe nha cả nhà. Đây chai này thì dung tích 207ml nè. Hương thơm thì có mùi như xà bông gồm má nồi với đó cả nhà. Xịt thì vào không gian xe, xịt chi tiết nhựa, xịt lên cửa nè, hoặc xịt lên ghế ha, để tạo mùi hương cho xe mình nha cả nhà. Ba ra đây, vệ sinh xong, rửa xe sạch sẽ thì lấy chai này xịt vào không gian nội thất để cho xe mình thơm nha cả nhà. Mùi hương của chai này giống như mùi xà bông gồm má nồi vậy đó cả nhà. Mình có thể xịt trong xe nè, xịt trong nhà, đó, xịt nơi làm việc, xịt trong phòng ngủ ha, hoặc xịt trong tủ quần áo nha cả nhà. Có rất nhiều chức năng luôn. Cả nhà muốn tham khảo thử sản phẩm thì mình bấm vào giao hàng phía góc trái màn hình nha. Ba ga đai xịt thơm xe nhà cửa.